Câu 3 bạn. Lên bên mở căn tinh bột thành ethylen alcohol, tinh bột C6H10O5. Hiệu suất của quá trình là 75%. 0,75 ra được 2 lần thằng CO2. Đúng chưa? Thằng CO2 này sinh ra này, hấp thụ vào dung dịch CaO 2 lần. Thu được 50 gram kết tủa, với kết tủa chúng ta kết tủa CaCO3 và dung dịch X. Thêm NaOH vào dung dịch X thì lại thu được kết tủa. Vậy điều này chứng tỏ rằng là trong dung dịch X chúng ta phải chứa CaHCO3 lần. Thì thêm vào ta mới thu được kết tủa. Được chưa? Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Vậy số mol là 0,1. Thì kết tủa CaCO3. Thì kết tủa là mắc. Thì NaOH là min. Được chưa? Thế giờ các bạn nom nhé, quan sát nhé, mình thầy đặt nhé. Thì mục tiêu chúng ta là muốn tìm được khối lượng của tinh bột thì mình cần tìm được số mol của CO2. Muốn tìm được số mol CO2 mình cần phải bảo toàn C đến 50g và nó là 0,5. Cần tìm được số mol của CaHCO3 lần. Muốn tìm được số mol CaHCO3 lần mình đặt nó là A. A mol. Giờ thầy sẽ tách. Bản chất anh CaHCO3 lần này nó sẽ gồm là anh Ca2 cộng và anh HCO3 trừ. Số mol Ca2 cộng là A mol, số mol HCO3 trừ sẽ là 2A mol. Đúng không ạ? Thì gọi là HCO3 trừ này nó sẽ phản ứng với OH trừ. Mà đề bài cho là min là 0,1 để tạo thành CO3 2 trừ không? Do HCO3 trừ là min rồi nên CO3 2 trừ sẽ tính ra thằng min đấy là 0,1. Ok chưa? CO3 2 trừ tạo thành này nó sẽ tác dụng tiếp tục với Ca2 cộng đây này. Nó sẽ tác dụng với Ca2 cộng để tạo thành kết tủa CaCO3. Và đây kết tủa này là mắc. Mà Ca2 cộng là amon. Thế để kết tủa là mắc thì khi và chỉ khi 0,1 phải bằng A thì nó phải lớn nhất. Đúng không? Được chưa? Thế vậy là A đây mà 0,1. Ok chưa? Đấy, cái đoạn này đoạn khó nhất. Thế thì xong cái đoạn khó nhất thì rồi bây giờ mình tính nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ đi bảo toàn C. 0,1 nhân 2 cộng 0,5 nhân 1. 0,1 nhân 2 là bằng 0,2. 0,2 cộng với lại 0,5 bằng 0,7. Số mol CO2 bằng 0,7. Thì mình sẽ suy ra được là 0,7 nhân 1 chia 2 bằng 0,35. Thuận nhân nghịch chia 0,75. Được chưa? Thế là xong rồi đấy ạ. Ta có 0,35 chia 0,75 nhân 162 bằng 75,6 nhé. 75,6 là đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa?